răng. Rồi rồi không không không. Cái con mẹ mày chưa chiến chiến rồi không chém được một phát nào. Mẹ mày người Việt Nam máu đỏ da vàng, dân tộc sinh ra bà Trưng, bà Triệu, cả chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Và bây giờ nó sinh ra mày. Một sự thất bại. Tôi sẽ làm samurai vì ai cũng biết Weibo có sức mạnh của tình bạn. Các bạn nên biết một điều rằng game này được thiết kế theo kiểu mọi thứ biết đi trên map đều chắc chắn khỏe hơn bạn. Cho nên một là bạn đánh, rồi bạn chết, hai là bạn vẫn chết. Nhưng mà ngầu. Úi giời, noáng, cái gì, tao lại chạm parry the platypus mày luôn. Thấy mình ngu ở đâu chưa? Thế đéo nào mình chết nhỉ, mọi người game bị lỗi à? Hơi thở của Việt cậu thức thứ nhất. Bụi cây biết nói. Không hiểu sao trên mạng nhiều ông bảo con này khó à, đâm sau lưng nó là xong rồi. Mày chết con mẹ mày chưa, con Pikachu. Tôi là người tích cực, cho nên không thể dành thời gian của mình để đánh đi đánh lại một con boss hay là làm phang Navi được. Sẽ bị trầm cảm mất. Ở yên đấy, tí tao quay lại sau. Từ chỗ nào đây? Uầy, lâu đài to thế. Lại boss. Trông cũng thấp bé nhẹ cân chơi được. Mẹ mày lệch hạng cân rồi anh ơi, mẹ to thế. À, ông chơi ném dao, cháu lại trả phi lại ông luôn. Phi. Đéo thơm, shit. Anh. Fucking shit bro. Không. Mất phép, mất phép. Mày. Mẹ mày chơi cả búa à? Tôi đâu ra cái búa mày không không công bằng một tí nào cả. Bắt bài nè, lại dao, lại chơi dao rồi. Ui đùa thề, nó trừ 99 rồi mà mày cũng thế. Bình tĩnh à, lăng rồi rồi không không không. Con mẹ mày chưa chiến chiến rồi không chém được một phát nào. Mẹ mày người Việt Nam máu đỏ da vàng, dân tộc sinh ra bà Trưng, bà Triệu, cả chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Và bây giờ nó sinh ra mày. Một sự thất bại. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mày đã suýt giết được nó rồi, không còn lý do gì để thất bại nữa Tương ạ. Lần cuối nào, chơi đi. Nó chuẩn bị phi dao này. Phi đê. À bài mới, thuộc luôn. Úi giời, bánh mì, sô-cô-la, sữa đậu nành, ép xì, sống hay chết, trả lời mau. Úi, nhoáng. Ý, phi dao đi. Đấy, gọi ông là nhạc Trịnh bởi vì xưa rồi Diễm ơi. Thuộc bài rồi, đồ chó. Nhoáng chưa. Úi giời ơi, đọc như một cuốn sách có sừng. Từ, chạy. Giữ khoảng cách như với người yêu cũ. Đây rồi, tránh xa tôi ra. Úi. Ok à, gì đây? Không sao, bình tĩnh Tuân ơi. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Con trẻ mà học được sự điềm tĩnh là một điều quý giá. Bình tĩnh. Nhảy ra quá không nhảy? Nhảy là rất noang. Noang. Già mà noang. Đây rồi, 10 năm nữa tôi sẽ kể cho con gái tôi nghe về mùa đông năm ấy bố của nó còn có thêm một người con nữa ở cổng vào lâu đài Elden Ring. Mày chết con mẹ mày chưa đồ chó. Đây rồi. Bình tĩnh, điềm tĩnh nào. Lại phi. Úi giời, vòng quay sô cô la sữa đậu nành, ép gì sống hay chết, trả lời mau. Lùi. Bình tĩnh. Nhường người lớn đánh trước đấy là kính lão đắc thọ. Ông mà đánh trước thì đấy là số ông mắc nhọ. Hư này. Ai à. Mày lại bị tham rồi đấy. Tập trung nào, nó rút búa rồi kìa. Úi giời. Lại non rồi. Rút ra. Đúng rồi, vào sâu phải rút ra. Úi. Làm địch tưởng mình ngu.
Nhưng anh, mình ngu thật. Bình tĩnh. Ui. Nào. Mày đang để tình cảm lấn át lý trí đấy. Tập trung xem nào, đừng tham nữa. Em giáp siết trung ương có tuyển người không nhỉ? Em tham đăng ký tham gia cái chết rồi. Cái đoàn rẽ như thế vẫn trúng. Chết chốc rồi. Ô kìa. Dương cách. Ô chủ, mày tí chết. Chu choa má ơi, từ. Mấy quả dao ở đâu ra vậy? Này. Trên người mặc mỗi cái váy đâu mà lắm dao thế. Đến rồi. Lượm ơi, em xinh tươi mặc váy ngắn già rồi còn mức nách. Chạy. Không chơi với ông, không tham. Tôi không tham. Tham thì thấp mà đa dâm thì hại thận. Không chơi. Tôi vào sâu. Tôi ruộng ra ngoài. Úi trời ơi, tôi không đi tù. Úi trời ơi, cái gì? Sự trở lại. Nhẹ. Ui giời ơi, nọ. Tuấn ơi, rất xa rồi, đừng chốc. Ui. Ơ kìa. Nào. Ui. Tập trung nào. Rất căng thẳng. Mặt. Florentino, ai ạ. Ui. Vâng. Bình tĩnh nào. Đây rồi. Chết, có mẹ. Tôi vẫn còn phát nữa. Bình tĩnh nha. Vẫn cân bằng nha. Aha, bắt đầu bình thường. Chết đi. Nhớ lấy tên bố mày, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Trong, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, những bậc kỳ tài của dân tộc. Tuấn Trọng có mẹ mày. Đấy rồi, xong rồi. Làm từ đêm hôm qua tới giờ. Trời ơi, sự trở đại. Trong khi mày chỉ lang thang quanh quẩn ở đây thì tao đã mài giũa lưỡi kiếm của mình. Trong khi mày sống trong nhung lụa, kiếm thuật của tao đã lên một tầm cao mới. Hôm nay mày sẽ phải trả giá con Pikachu cưỡi ngựa ạ. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Comment của bạn. Ok, thằng này sao ảnh đại diện giống mình thế nhỉ? Nhưng chắc chắn là không phải tôi rồi này. Trên đời không thể có thằng nào vô liêm sỉ tới độ tự comment khen mình như thế này được. Đúng, làm sao để bị tử hình vì quá đẹp trai như anh ạ. Mày nói đúng nỗi khổ của anh đấy. Mỗi lần có chuyện gì xấu xảy ra, anh luôn tự nhủ đấy là cái giá của nhan sắc.